Thank you.
nguồn địa điểm thực hành của chính quyền thành phố trong cuộc thi hoạt động lễ hội xuân phát đầu cho ngành kỷ niệm 25 năm thành lập thành phố Long Xuyên. Thay mặt ban tổ chức, quyết định tri ân những tấm lòng vàng của doanh nghiệp đã ra tay hỗ trợ cho lễ hội. Quyết định tri ân ông Dương Thắng Dũng, chủ quán cà phê Nhiệt Hoàng, công ty khai thác đá An Giang. Thank you.